Chị nè, ngồi đi. Mọi người đều biết lần này tôi về nước, trên danh nghĩa là CEO, thực tế là chị cứu mẹ tôi. Tôi không muốn gây phiền toái cho thế lực trong nước, cho tập đoàn Đại Hạ, cho nên dẫn theo các tinh anh từ nước ngoài trở về như mọi người, để tiện cho tôi hành động. Lục Tân, nói về kế hoạch đi. Được, lần này chúng ta giải cứu chủ mẫu. Chị nói rồi, chị không muốn đem lại phiền toái cho tập đoàn, cũng không cần cậu Lục gọi là chủ mẫu đâu. Vâng, lần này chúng ta giải cứu dì ấy chỉ lo hai chuyện. Chuyện thứ nhất, tìm được hành tung của dì ấy. Chuyện thứ hai, giam lỏng Trần Tam Giáp đang trên đường đến đây dự cuộc họp với thân phận của chị Nặc. Chỉ cần Trần Tam Giáp biết lúc này chị ấy thân là CEO của Đại Hạ, tất nhiên sẽ ngoan ngoãn đầu hàng. Dù sao quý diệt tập đoàn Trần Thị chỉ là chuyện trong một câu nói của chị Nặc. Cần động não đi được không? Tội ác của Trần Tam Giáp chúng ta đương nhiên sẽ không tha thứ cho hắn. Từ bản thân Trần Tam Giáp cũng biết chuyện này, nhưng nếu như một khi uy hiếp đến an toàn tính mạng của hắn, như vậy dì nhất định sẽ biến thành con tin trong tay hắn. Thì ra là thế. Lục Tần nói không sai, tất cả hành động phải đặt sự an toàn của mẹ tôi lên hàng đầu. Lát nữa Trần Tam Giáp sẽ trở thành con chim trong lòng của chúng ta. Trước khi xác nhận được sự an toàn của dì, bất luận ai cũng không được rời khỏi phòng họp này. Nghe rõ chưa? Dân, thưa cậu Lục. Chị Nặc, vậy em sẽ tiếp tục sắp xếp nhân lực đến thủ đô. Ngồi đi. Bố, ở đây tiện này sao lại ở đây? Kỳ lạ, chẳng lẽ Trần Xuê vẫn không động thủ? Trần Tổng, lần đầu gặp mặt đã tặng đại lễ thế này cho tôi rồi sao? Thì ra Trần Khuê thất bại rồi. Ông không có gì muốn nói sao? Mày đã biết hết rồi, tao cũng không giả vờ nữa. Đúng thế, là tao sai người xử mày đó. Thì sao hả? Ông thẳng thắn lắm. Ra ngoài kiếm ăn, thấp phải thừa nhận, bị đánh vẫn đứng vững. Giỏi hơn mày chính là giỏi hơn mày. Tao bắt nạt mày, mày kìm nén. Bây giờ tao dám tát mày một cái, mày dám đánh trả không? Chẳng lẽ mày trông cậy vào Lục Tần một mực che chở mày sao? Người với người là có khoảng cách. Hôm nay nếu không có nhân vật lớn tới đây, tao tuyệt đối không giữ kẻ mà máu nhuộm phòng họp. Lục Tổng đâu? Thằng nhóc đó đang bận gì? Mày đừng gọi thân thiết như vậy. Hồ Ly Tinh, Hồ Ly Tinh, nói đi. Mày đã câu dẫn anh Lục Tần như thế nào? Tao chỉ nói thằng nhóc đó đi làm vài chuyện, sao lại thành câu dẫn nó rồi? Mày còn dám ngu sao? Giỏi thì hất rượu vào tao đi. Con gái, mày vô lễ. Sao ả lại nghĩ chị sẽ hất rượu vào ả? Em cũng không biết. Bỏ đi. Mày chết chắc rồi. Tao nói cho mày biết, giờ tao sẽ gọi điện cho hội tới. Mày tiêu đời rồi. Các người làm cái gì vậy? Chẳng lẽ Hòa Đằng vì một ả đàn bà lại chống đối với tao sao? Hòa Đằng là cái gì? Không biết. Hoặc là quốc hắn. Nhìn xem, chị Nặc cũng ra tay rồi. Được, mày phản rồi. Chúng mày phản nghịch hết rồi. Phản rồi. Chúng mày phản nghịch hết rồi. Giang Đào, cậu để nhân viên của cậu đối xử với tôi như thế này à? Chỗ này không có nhân viên của tôi. Mỗi người bọn họ đều có chức vị cao hơn tôi. Chức vị cao hơn cậu, chẳng phải chỉ có Lục Tần sao? Ây da, Trần Tam Giáp à, Trần Tam Giáp, ông vẫn chưa hiểu rõ. Chẳng lẽ Đại Hạ? Trải qua hội đồng quản trị nghiên cứu và quyết định, giờ bổ nhiệm Lâm Nặc làm CEO của tập đoàn Đại Hạ. Các đối tác trong nước buộc phải chấp nhận tổn thất, toàn lực tương trợ. Tôi lặp lại lần nữa, phải chấp nhận tổn thất. Lâm Nặc, CEO của Đại Hạ ư?
Ông nói ra ngoài kiếm ăn, thấp phải thừa nhận, bị đánh phải đứng vững. Vậy tôi tát ông một cái, ông dám đánh trả lại không? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Trần Tâm Giáp, nỗi khổ suốt 15 năm tôi phải chịu, tôi bắt ông phải trả gấp 100.000 lần. Ông cười cái gì? Đây là tình hình bây giờ. Gia chủ, gia chủ, tao nói cho mày biết, mày đánh tao cũng được, mày hết lần này tới lần khác đánh con gái tao. Mày có ý gì đây? Chị Nặc, chúng ta phải thả họ đi. Chị Nặc, cá đã ở trong chậu, sao chúng ta có thể thả đi chứ? Thả bọn chúng đi. Các người, ai đã đánh Trần Mộng Như? Chị đánh. Lâm Nặc, mối thù hôm nay tao đã ghim rồi. Chị tin tưởng cậu nên mới thả bọn chúng đi. Nhưng cậu cũng nên nói lý do cho chị biết. Em vừa mới nhận được hai cuộc điện thoại. Một cuộc là y tá gọi đến. Chị ấy nói với em, nhóm máu Trần Tam Giáp cùng Trần Mộng Như có vấn đề rất lớn. Cuộc điện thoại thứ hai? Cuộc điện thoại thứ hai là bọn em đã tìm được bác sĩ rồi, nhưng người phái đến đó không dám động thủ. Bệnh viện Hoàng Á. Con nhớ ra rồi, là con nhỏ đó. Nó lại dám đánh con sao? Bố, bố phải trả thù cho con. Xin lỗi, người đó bố không chọc giận được. Sao lại có người khiến cho bố không được phép chọc giận? Đó là CEO của tập đoàn Đại Hạ, không phải người bố có thể chọc vào. Cái gì? Con nhỏ đó là CEO của Đại Hạ? Thôi chết, con không biết con nhỏ đó là CEO của Đại Hạ. Tiêu đời rồi. Không, chưa tiêu đời đâu. Dù bố không thể chọc giận ả, nhưng con làm được. Bố làm gì vậy? Nhiều năm nay, có chuyện này cô trước nay không biết. Tôi không phải bố cô, tôi nên gọi cô là cô chủ. Bố, sao con càng nghe càng không hiểu? Năm xưa, 25 năm xưa trước, tôi thể hiện tài năng, các đại gia tộc đều cân nhắc chuyện kết thông gia với tôi. Nhưng bởi vì vấn đề từ nhóm máu tôi, họ sẽ ảnh hưởng đến đứa bé, không chịu. Nhưng cuối cùng, bởi vì con gái nhà họ Thẩm bị điều tra ra là vô sinh, nhà họ Thẩm mới đồng ý để tôi làm con rể. Chủ tịch, tôi từng nghe nói rồi. Mấy năm nay, tôi nhờ sức mạnh của nhà họ Thẩm thỏa thích thi triển tài hoa của tôi, dẫn theo nhà họ Thẩm từng bước bay cao. Cậu có biết nhà họ Thẩm vì sao lại nguyện ý để một đứa con rể như tôi lên làm chủ không? Bởi vì trong nhà họ Thẩm này, chủ tịch có năng lực tài ba nhất. Sai. Bởi vì tôi không có con cái, không thể chiếm được quyền hành nhà họ Thẩm. Thuộc hạ không dám đoán. Có điều, tôi không hề đoạn tử tuyệt tôn. Tôi ở bên ngoài có được một đứa con gái của mình. Cậu có bằng lòng giúp tôi không? Mọi chuyện đều nghe theo chủ tịch ạ. Một lòng trung thành với ngài. Tốt. Hai ta là anh em. Năm đó là tôi đã đưa cậu vào nhà họ Thẩm. Thế này đi, ngày mai cậu dẫn theo con gái tôi rời đi. Tôi sẽ tự lập môn hộ vì hai người, cho nó theo họ Trần của cậu, nhận tổ quy tông. Chủ tịch. Dân, nhớ kỹ, nhất định phải bảo vệ tốt sự an toàn của nó. Bây giờ căn cơ của tôi tại nhà họ Thẩm còn bất ổn, không thể để cho nhà họ Thẩm biết. Chờ tôi tương lai một tay che trời, chính là lúc hai người trở về. Cho nên bác sĩ kia là bác sĩ tư nhân của nhà họ Thẩm. Nhà họ Lục cậu không dám ra tay. Chị Nặc, vợ chồng Trần Tam Giáp cùng con gái của hắn nhóm máu không tương thích với nhau. Em nghĩ chắc hẳn chị cũng đoán được. Em đã điều tra 25 năm trước, Trần Tam Giáp từ Thị Thẩm rời chức. Là Thị Thẩm từng bước một giúp đỡ Trần Tam Giáp sáng lập tập đoàn Trần Thị bây giờ. Cậu thấy Thẩm Thiên Nhân sẽ ra tay chứ? Nếu quả thật là con gái ruột của ông ấy, nhất định là con một. Ông ta nhất định sẽ dốc toàn lực. Nhà họ Thẩm không phải là đối thủ của tập đoàn Đại Hạ, nhưng điều kiện tiên quyết là phạm vi toàn cầu. Nếu như chỉ ở trong nước, Đại Hạ quyết không nguyện ý chọc vào họ đâu. Nhà họ Lục em có thể đối đầu. Chị Nặc, em nguyện lòng dâng hết nhà họ Lục em. Dứa dẫn.
Không phải, sao em lại dớ dẫn chứ? Sự trung thành của cậu với chị là chuyện của cậu, đừng dính dáng tới nhà họ Lục. Làm người phải trọng tình nghĩa. Đối với bạn bè như chị, với người nhà càng là như vậy. Họ Hà tất phải vì tôi dốc hết toàn bộ chứ? Nhưng nếu như nhà họ Lục em có thể cùng tập đoàn Đại Hạ toàn diện hợp tác. Toàn diện hợp tác cũng không đáng để cậu hy sinh cả nhà họ Lục. Dân, nếu bây giờ có thể biết được nơi dì đang ở, tập đoàn Đại Hạ có thể trực tiếp đón dì về. Nhưng vấn đề là bây giờ bọn chị còn chẳng biết nổi định vị. Lại đúng lúc này nếu như Thẩm Thị nhúng tay vào, em xem chị dựa vào cái gì để đấu với bọn họ? Đương nhiên là dựa vào nhà họ Lục cậu rồi. Vậy vì sao chị không đồng ý với em chứ? Chị đem tất cả cổ phần ở tập đoàn Đại Hạ của chị đổi lấy nhà họ Lục cậu ra tay, bảo đảm sự bình an cho mẹ chị. Không phải chị nạp, em không có tâm tư gì cả, em chỉ muốn giúp chị. Bây giờ chị ở Đại Hạ có hết thảy, đó đều là mồ hôi công sức của chị, liệu mình có được? Lâm Nặc này làm việc không thiệt, không nợ, chỉ cần không thẹn với lương tâm. Cậu về nhà họ Lục một chuyến, nói cho gia đình cậu biết quyết định của chị, coi như là ăn nói với gia đình. Không phải chị quyết nặng, định kỳ em... đi. Chị ra ngoài giải sầu chút đi. Chị đi đi, bên ngoài lạnh, nhớ khoác áo vào. Tìm gì vậy? Tìm Trân Châu. Lần này không cần phải phiền cháu, dì đã tìm được rồi. Hôm nay dì cả ngày ở đây tìm cái này sao? Là cô ta dứt đi hả? Phải. Khó tìm như vậy, khác gì mò kim đáy bể. Sao lại không bỏ cuộc chứ? Thứ đồ quan trọng, khó tìm cách mấy cũng phải tìm. Phải. Khó tìm cách mấy cũng phải tìm. Dì tìm lâu như vậy, đói bụng rồi phải không? Hay đi ăn chung đi. Không cần, không cần đâu, dì còn phải quay về. Cô ta cũng không biết dì đã tìm bao lâu, chút nữa cháu đưa dì về. Đi thôi. Cảm ơn. Cho nên nhà họ Thẩm ở thủ đô hậu thuẫn cho tôi sao? Bây giờ chủ mẫu nhà họ Thẩm đã chết vì bạo bệnh, gia chủ một tay che trời. Ông ấy biết được cô gặp nạn, lập tức phái người tới đây, đang trên đường rồi. Thì ra Lâm Nặc lần này trở về là tìm mẹ của nó. Chú đã giấu bà già thối tha đó ở đâu rồi? Chính là bảo mẫu của cô. Hèn gì tôi nhiều lần nói muốn đuổi việc bà ta, chú cứ nhất định không chịu. Thú vị đó. À không biết, Lâm Thiên là một gã súc sinh. Trước nay đều cho rằng Lâm Thiên ở đại học danh tiếng, nghiêm túc học hành, cam tâm tình nguyện ở lại. Ngày nghỉ 3 tháng một lần của bà ta cũng là đi lưu trữ máu cho cô. Cho nên giống như chú vì tôi không đuổi việc bà ta. Có phải bất luận tôi làm chuyện gì, bà ta cũng đều vì con trai của mình mà không dám bỏ việc hay không? Cô chủ, cô là muốn Lâm Nặc, mày dám đánh tao, tao sẽ bắt mẹ mày trả nợ cho con. Tao sẽ bắt mẹ của mày sống không bằng chết. Trễ như vậy rồi cũng không còn gì ngon, ăn tạm đi. Không đâu, vậy là tốt lắm rồi. Dì nghe nói hôm nay cháu ở trên lầu hợp, chắc chắn là cháu đã chốt được phi vụ làm ăn lớn. Phải. Đem toàn bộ gia sản đánh cực tức tây. Đắt lắm sao? Hơn 20 tỷ. Cháu nói dài dạng thì dì còn hiểu. Còn về mấy chục tỷ đó, rốt cuộc là bao nhiêu tiền? Bởi vì thứ mà cháu muốn quan trọng hơn tiền bạc. Đừng có cắn đũa. Ôi trời ơi, cái con bé này, nói con bao nhiêu lần rồi không có được cắn đũa. Có đau không? Đau quá. Đi đi đi, mẹ dẫn con đi bệnh viện. Xin lỗi nha. Không sao không sao, ngồi đi. Là cháu sai, mẹ cháu từng dạy cháu, mà cháu cũng quên mất. Dì cũng quen, con bé nhà dì hồi nhỏ rất thích cắn đũa. Cho nên dì... Có phải con gái của dì làm cho dì đau đầu lắm phải không? Phải đó, dì rất là nhức đầu với nó. Hồi nhỏ nó khiến cho dì cực khổ lắm. Cháu hồi nhỏ cũng khiến cho mẹ cháu cực khổ. Vì dì có chê quấy phiền không? Đâu có, dù gì thì dì cũng là mẹ của nó. Dì... Con gái của dì đâu?
Vậy con gái của dì đâu? Nó đi rồi. Đi đâu? Nó đi rồi thì chính là qua đời rồi. Cháu xin lỗi, cháu không cố ý. Không sao, mau ăn đi. Ăn xong chúng ta phải nhanh về nữa, nếu không cô chủ nhà dì sẽ tức giận đó. Được, để cháu chuẩn bị xe. Bà đi ô tô về sao? Trước đây tôi đã nói với bà cái gì? Cô kêu tôi đi bộ về. Tôi thấy bà đúng là đê tiện đó. Sao lời của tôi nói trước giờ bà không nghe gì? Giống dĩ tim tôi đã không ổn rồi. Rốt cuộc bà muốn làm tôi tức giận mắc bao nhiêu bệnh đây? Này thì chọc giận tôi. Này thì chọc giận tôi đi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi mà. Đôi chân của bà nếu không biết đi thì tôi sẽ trị cho bà. Quỳ xuống, quỳ ở đây một đêm cho tôi. Tại sao cô luôn khi dễ tôi? Tôi khi dễ bà. Bà đừng có quên con của bà là ai nuôi. Tôi không muốn quỳ đâu. Vậy thì bà có biết giờ con trai của bà đang ở đâu không? Thiên Thiên nó sao rồi? Cậu quay đi. Vì sao chủ tịch muốn quay cái này? Bảo cậu quay thì cứ quay đi. Vậy nếu mẹ tôi thấy được, chẳng lẽ sẽ buồn vô cùng sao? Cái xe Porsche của tôi thấy ngán rồi. Có quay không? Quay thì tôi tặng cậu. Cảm ơn chủ tịch. Mẹ, con bị tai nạn xe. Thiên Thiên, chuyện này là sao vậy? Con của bà đúng là đáng thương đó. Học hành chăm chỉ còn đi làm đi giao hàng. Kết quả chỉ gấp quá mà vượt đèn đỏ, bị tai nạn xe đó. Bây giờ tiền phẫu thuật thêm tiền bồi thường tổng cộng là 60 vạn. Cũng đâu có nhiều lắm đâu. Cầu xin các người đó, cầu xin các người mau cứu con trai của tôi. Nhà chúng tôi dựa vào cái gì đưa ra 60 vạn cứu con trai của bà? Tôi quỳ, bây giờ tôi sẽ quỳ. Tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà. Bà đúng là đê tiện. Mẹ con các người giống như là sâu hút máu, ký sinh vào gia đình chúng tôi. Nhà chúng tôi làm cái gì sai chứ? Tôi quay về ngủ đi, suy nghĩ cho kỹ đi. Bà ngoan ngoãn quỳ ở đây cho tôi. Quỳ suốt đêm thật sao? Chi phí của con trai tôi. Được rồi chứ. Tôi nói cho bà nghe, 60 vạn đó đâu dễ dàng như vậy. Cô còn muốn bắt tôi làm gì? Bà còn nhớ con nhỏ hồ ly tinh hôm qua không? Cô ấy rất tốt bụng. Tôi rất ghét con nhỏ đó. Tôi muốn bắt con nhỏ đó biến khỏi cõi đời này. Không phải là muốn cứu con trai của mình sao? Cho nên bà hiểu ý của tôi rồi chứ? Bây giờ các người biết rồi chứ, Lâm Nặc không phải người bình thường mà là CEO của Đại Hạ. Thì ra con bé đó thật sự cũng có tiền đồ. Thế nào, hối hận rồi à? Đương nhiên là không. Có điều con bé đó từ nhỏ đã ôm mối thù, bây giờ nó phát tài rồi, vậy thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hai bố con chúng tôi. Đúng thế, ông rất hiểu rõ đại cục. Bây giờ có một chuyện tôi muốn giao cho hai người làm. Chủ tịch, chuyện gì thế? Chúng tôi chuẩn bị trả tô dân cho Lâm Nặc. Thật ư? Đương nhiên là giả. Tối nay nhà họ Thẩm ra mặt, giả giờ giảng hòa, chờ Lâm Nặc mắc câu, sẽ có người xử ả. Chủ tịch, tôi đang suy nghĩ. Chị tôi bây giờ quyền thế ngập trời, là CEO cao quý của Đại Hạ, trực tiếp xử chị ấy, liệu có đem lại tai họa gì không? Sợ cái gì? Thế lực của tập đoàn Đại Hạ rải rác khắp toàn cầu, ở trong nước đấu không lại nhà họ Thẩm. Tôi biết được Lục Tần thâu đêm trở về đến thủ đô cầu viện trợ. Lâm Nặc là mối liên hệ duy nhất của cậu ta với Đại Hạ. Nếu như Lâm Nặc biến mất, mất đi nhịp cầu nối giữa hai nhà, vậy thì mọi thế lực của nhà họ Lục sẽ không cho phép cậu ta đi báo thù. Tôi hiểu rồi. Bây giờ Lục Tần không có ở đây, chính là cơ hội tốt để ra tay. Thế nhưng nó làm sao mắc câu, cho nên hôm nay tôi gọi hai người tới. Một người là bố nó, một người là em trai của nó. Các người chính là mồi nhử tốt nhất. Cậu nói nhà họ Thẩm muốn gặp chị sao? Đúng thế. Không gặp. Lục Tần chưa trở lại, chị phải đảm bảo an toàn của chính mình. Bọn họ nói tặng một món quà cho chị Nặc, làm chứng minh giảng hòa. Món quà sao? Ai? Tôi đại diện cho nhà họ Thẩm đem quà tới. Chị Nặc,
muốn mở cửa không? Cứ mở đi, các căn phòng cạnh đây đều là người của chị. Vâng. Tôi đại diện cho nhà họ Thẩm ở thủ đô, phụng lệnh chủ tịch đến đây. Chúng tôi không biết Tô Vân là mẹ của CEO tập đoàn Đại Hạ, quyết định đem Tô Vân trả lại cho cô. Người này coi như là quà gặp mặt. Tôi không có hứng thú gì với món quà gặp mặt này đâu. Được, nếu đã là phế vật vô dụng, vậy thì giữ lại cũng không còn tác dụng gì nữa. Không. Khoan đã. Đã đồng ý nhận quà, CEO Lâm nể mặt, chúng ta nâng ly vui vẻ, biến chiến tranh thành tơ lụa. Nặc nặc, cảm ơn con. Ông xứng được gọi nặc nặc sao? Chị Nặc, bọn hắn có ý gì? Tập đoàn Thẩm thị tàn độc. Ý của bọn chúng là, bọn chúng có thể giết Lâm Sơn, cũng có thể giết mẹ của chị. Nhưng bây giờ Lục Tổng vẫn chưa về, chị đến đó chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp sao? Dân Đào, cậu có con không? Em có con gái. Vậy nếu một ngày nào đó con gái của cậu suýt bị xe tông vào, cậu sẽ cản trước mặt nó chứ? Đương nhiên. Vậy chẳng phải cậu sẽ chết sao? Nhưng đó là... Chị Nặc, em hiểu rồi. Sao âm mưu càng đáng sợ chính là mưu kế rõ rành rành, giật sâu ngay trước mặt của chị, chị lại không thể không nhảy. Bọn chúng rất thông minh. Nếu như mà chị chết, nhà họ Lục không có cậu nối là chị, sẽ không có liên đới gì với Đại Hạ. Nếu đã như vậy, Giang Đào, giúp chị làm chứng. Chị muốn lập di ngôn. Chị Nặc, nghe cho kỹ. Dân Lâm Nặc này ở đây lập di ngôn. Nếu như mà tôi chết, nhà họ Lục có thể tìm được mẹ của tôi, trả thù cho mẹ con tôi. Lục Tần có thể có được tất cả cổ phần của tôi ở tập đoàn Đại Hạ. Cô chủ, Lâm Nặc đồng ý rồi. Tới thời điểm dùng tới bà rồi. Bà bị điếc sao? Tôi sắp xếp ổn thỏa cho bà rồi đó. Qua bên đó đợi đi, tới lúc cần ra tay sẽ thông báo cho bà biết. Có thể là... có thể không làm được không? Đương nhiên là có thể. Nhưng bà có biết bây giờ con của bà còn đang nằm trong bệnh viện không? Bác sĩ nói phải gom đủ tiền thì mới có thể phẫu thuật cho nó đó. Tôi... con trai của bà đang gặp nguy hiểm tới tính mạng. Đi đi. Dì làm gì vậy? Dì... Sao cháu lại ở đây? Phòng cháu đang dọn rác, cháu thấy ồn quá cho nên ra đây đợi. Ngồi đi. Cháu đợi ở ngoài cửa là được rồi. Dọn rác âm thanh lớn lắm. Rác mà cũng có âm thanh sao? Mau lên, chị Nặc ghét lão già này vô cùng. Mau trói chặt hắn đưa đi. Phải rồi, sao dì lại khóc? Cháu không cần để ý tới dì đâu. Dì không đáng. Cháu không định để tâm đâu. Cháu chỉ là tò mò. Dì có thể ở đây tìm 22 viên trân châu chút xíu như vậy, lại có chuyện gì khiến dì trốn ở đây mà khóc lóc chứ? Dì không thể nào nói được. Vậy thì thôi không nói. Dì nghe nói là cháu bất hòa với cô chủ nhà dì. Vậy sao cháu không bỏ chạy đi? Không nên chọc giận vào cô ấy đâu. Đương nhiên cháu biết cô ta là hạng người gì, nhưng có vài thứ còn quan trọng hơn mạng sống. Một khi mà nhường rồi, thì cho dù là kéo dài hơi tàn sống sót, cũng sẽ bởi vì vậy mà tiếc nuối cả đời. Nhưng mà cháu sẽ chết đó. Sao dì lại biết cháu sẽ chết? Cô chủ nhà dì
không phải là người tốt đâu. Vậy tại sao dì lại nói cho cháu biết? Không sợ cô ta trả thù gì sao? Cháu là người tốt, dì không muốn cháu đấu với cô ấy. Giờ cháu bỏ chạy vẫn còn kịp đó. Hay là như vậy, nếu như dì nói cho cháu biết vì sao dì khóc, cháu sẽ suy nghĩ lại. Con trai của dì gặp tai nạn xe. Xin lỗi, rất nghiêm trọng sao? Bây giờ nó đang nằm trong bệnh viện, dì cũng không biết tình hình sao rồi. Con trai của dì đúng là mệnh khổ. Từ nhỏ dì đã không ở bên cạnh nó. Nó cố gắng mới thi đậu vào trường đại học danh tiếng. Người tốt gặp nhiều trắc trở. Đem so sánh với em trai cháu chả ra cái gì. Nó sống quá sung sướng. Cháu luôn cảm thấy ông trời có mắt. Cháu tin tưởng con dì sẽ không sao đâu. Bác sĩ nói chi phí phẫu thuật là 60 vạn. Rất khó khăn sao? Dì có cách lo được 60 vạn đó. Nhưng dì phải dứt bỏ lương tâm của dì. Dì đâu có dứt bỏ lương tâm. Bây giờ dì đang là một người mẹ. Dì con của mình sốt ruột tới rơi lệ. Như thế nào có thể gọi là dứt bỏ lương tâm? Nếu đổi lại là cháu, cháu sẽ làm sao đây? Dùng bất cứ thủ đoạn nào, cháu cũng nhất định sẽ bảo vệ người nhà của mình. Dù cho làm như vậy sẽ dứt bỏ lương tâm hay sao? Bất cứ chuyện gì nhất định có biện pháp giải quyết duy trì được lương tâm. Con người chỉ là thích giữa chuyện khó khăn và dễ dàng thì chọn chuyện dễ dàng thôi. Trong lòng lại cứ an ủi bất lực của chính mình. Dì không hiểu lời của cháu nói. Dì hiểu. Dì chỉ là không đủ dũng cảm thôi. Chị Nặc, bọn hắn đã sắp xếp bữa ăn. Cháu phải đi làm chuyện dũng cảm rồi. Còn về phần gì, mẹ cháu thường nói một câu. Là câu gì vậy? Con thỏ nhát gan bị người ta đánh. Con thỏ lớn gan cắn nhiều hơn. Mẹ. Sao vậy con ngoan? Mẹ ơi, sét đánh làm con sợ quá. Nào, mẹ ôm con nha, ngoan đi. Mẹ dỗ về. Con thỏ nhát gan bị người ta đánh. Con thỏ lớn gan cắn diều hâu. Ông trời sẽ không đánh kẻ nhát gan. Nhưng mà con nhát gan mà. Không phải con muốn tới công viên giải trí đi chơi sao? Nhát gan như vậy làm sao mà đi được chứ? Dạ. Vậy thì chờ con lớn gan hơn mà dẫn con đi có được không? Đương nhiên rồi. Mẹ đang tiết kiệm tiền cho con đó. Giờ con lớn gan rồi, không phải là đồ nhát gan nữa, thì mẹ sẽ dẫn con đi. Được rồi, bây giờ ngủ đi nha. Nặc Nặc, mẹ, ở đây làm gì vậy? Con không đi công viên giải trí sẽ đóng cửa đó. Mẹ ơi, con không dám. Làm loạn suốt, con gạt mẹ phải không? Con vẫn là kẻ nhát gan. Vậy chúng ta không đi nữa. Không phải nhát gan đâu. Vậy con thỏ lớn gan. Cắn diều hâu. Nè, cái con bé khờ, sao lại đi cắn con chó như vậy? Thiệt là. Không có gì. Chỉ là cháu. Hồi nhỏ cháu rất nhát gan. Mẹ cháu thường nói với cháu câu này. Đó là một câu ngạn ngữ mà thế hệ trước của bọn dì rất thích nói. Đi thôi. Có lẽ sau này không còn cơ hội gặp lại. Ôm một cái nha. Nhớ kỹ, hãy làm con thỏ lớn gan. Cô chủ. Bố, sau này gặp con đừng khom lưng nữa. Vẫn nên cúi đầu thì hơn. Ngồi đi. Lâm Thiên, hôm nay cậu đừng ở tầng 1 xuất hiện ở tầng có mặt Lâm Nặc. Vậy tôi đi đâu? Cậu lên tầng 2 chờ đi, đừng làm hư chuyện lớn của tôi. Vâng. Thật sự là nằm mơ. Đã sớm nghe nói đại danh CEO tập đoàn Thẩm Thị đã từng là người mình không thể giới tới được. Hôm nay lại gọi tôi là cô chủ. Cô chủ, quá khen. Tôi là phụ tá đắc lực của chủ tịch. Chờ cô chủ trở về nhà họ Thẩm, tôi cũng sẽ toàn lực phụ tá cô. Bố ruột của tôi thật sự bằng lòng vì Tô Dân mà trở mặt với đại hạ sao? Nhà họ Thẩm làm việc đều cân nhắc từng bước, đều là lợi ích. Một Tô Dân nhỏ nhoi dựa theo logic bình thường, đương nhiên là
đem bà ta trả cho Lâm Nặc, lấy lòng đại hạ, để đại hạ giúp chúng ta cùng phát tài. Vậy thì tại sao các người lại chịu giúp tôi? Cô chủ, vừa nãy tôi nói rồi mà, đó là dựa theo logic bình thường. Trên thực tế, đã có người của đại hạ quỷ thác nhà họ Thẩm diệt trừ Lâm Nặc. Là ai? Triệu Lôi Đình. Đó không phải là chủ tịch tập đoàn đại hạ sao? Nghe nói còn là bố nuôi của CEO đại hạ, cũng chính là bố nuôi của Lâm Nặc. Người bố nuôi này đâu tốt bằng bố ruột được. Lâm Nặc ở tập đoàn đại hạ công cao vô cùng, còn kiêm nhiệm quỹ viên thường trực, người ủng hộ còn nhiều hơn Triệu Lôi Đình. Như thế sau này con ruột của Triệu Lôi Đình sao có thể phục chúng chứ? Cô chủ, chắc hẳn Triệu Lôi Đình đã tra được chuyện này có liên quan đến nhà họ Thẩm, cho nên mới chịu thả Lâm Nặc về nước, lại âm thầm liên hệ với chúng ta là muốn mượn tay nhà họ Thẩm diệt trừ Lâm Nặc. Ông ấy còn nói để đại hạ trong nước chấp nhận tổn thất trợ giúp Lâm Nặc, nhưng đại hạ ở trong nước căn bản đấu không lại nhà họ Thẩm. Ông ta chỉ muốn mượn cái danh này để làm Lâm Nặc suy sụp. Tôi hiểu rồi. Nếu Lâm Nặc chết, Triệu Lôi Đình sẽ không truy cứu. Nếu Lâm Nặc may mắn thoát chết, Triệu Lôi Đình ngược lại sẽ truy cứu trách nhiệm của ả. Nói cách khác, Lâm Nặc chỉ cần đấu với nhà họ Thẩm thì khó thoát khỏi cái chết. Lâm Nặc lại quá trọng tình trọng nghĩa. Theo tôi nghe ngóng được, ả lại đem tất cả tài sản của bản thân mình mời nhà họ Lục ra tay cứu mẹ ả. Như thế, một, ả không thể liên đới gì đến đại hạ. Hai, cũng dễ ăn nói với nhà họ Lục. Ba, có thể mượn tay nhà họ Lục chống đối nhà họ Thẩm tôi. Mưu trí của Lâm Nặc thật là đáng sợ. Biến cố duy nhất trước mắt chính là Lục Tần. Cô chủ, cho nên chúng tôi muốn ra tay trước chiếm thế thượng phong. Hôm nay tôi muốn ả phải chết. CEO Lâm đã tới rồi. Cho ả vào đi. CEO Lâm quả nhiên là anh hùng gan dạ, một thân một mình đến đây. Đã nghe nói từ lâu, tập đoàn đại hạ ở nước ngoài có nhân vật truyền kỳ, giàu sinh ra tử nhiều lần, mặt cũng không đổi sắc. Hôm nay tôi tới đây là nghe các người nói mấy lời khách sáo này sao? Vậy tôi nói thật, nhà họ Thẩm không thiếu tiền. Chuyện gì nhà họ Thẩm đều có thể đem tiền ra giải quyết. Cho nên chúng tôi không muốn kết thù kết oán cùng đại hạ. Trả người nhà của cô, trả cho cô. Mẹ tôi đâu? Đừng nóng vội, nhà họ Thẩm thiếu nợ cô, nhà họ Thẩm có thể trả. Nhưng thứ cô nợ nhà họ Thẩm thì sao? Phải đó, chuyện mày đánh tao giờ tính làm sao? Chủ tịch của chúng tôi chỉ có một người con gái này. Bây giờ bố con còn chưa nhận mặt nhau đã bị cô đánh đến phá tướng. Vậy anh muốn sao đi? Dễ nói, cô chủ của chúng tôi muốn thuận lợi trở về, nhất định phải có thành tựu, có thể trấn an được các thành viên khác của nhà họ Thẩm. Sau này, tất cả đơn đặt hàng trong tỉnh của tập đoàn đại hạ nhất định phải hợp tác cùng cô chủ nhà tôi. Chúng ta cùng nhau phát tài, buông bỏ cừu hận. Như thế tốt mà. Chỉ cần trả mẹ tôi cho tôi là được rồi. Hợp đồng đã sớm chuẩn bị xong. Được, mọi người hòa khí sinh tài. Phục vụ, bưng rượu lên ăn mừng. Chờ đã, đổi cái chén đi. Sao vậy? Không được sao? Được, đương nhiên có thể. Lâm Nặc, trước đó chúng ta có chút ân oán, sau này hợp tác vui vẻ nha. Cạn ly. Cạn ly. Được. Đột nhiên tôi nhớ tới, tôi không thích rượu cho lắm, lấy trà thay rượu đi. Không nể mặt thế à? Vậy mẹ con các người hãy đoàn tụ dưới địa phủ đi. Sao có thể như vậy? Rõ ràng chị Nặc,
Sao có thể? Vừa nãy rõ ràng nhắc nhở chị Nặc rồi. CEO Lâm của các người không thắng tử lực. Đưa cô ta về nghỉ ngơi đi. Tôi không hiểu. Sao ả đột nhiên bất tỉnh vậy? Kế che mắt thôi. Tôi sớm đã tra ra trong khách sạn, gần đây có sự biến động về nhân sự, nên đã tương kế tự kế, cố ý để bọn họ dẫn dắt sự chú ý vào ly rượu. Thì ra là thế. Vậy bên trong trà này rốt cuộc có cái gì? Chỉ là thuốc ngủ mà thôi. Nhà họ Thẩm sẽ không đích thân ra tay. Chúng tôi sẽ không bị tóm thóp đâu. Phải cố gắng xử gọn. Yên tâm đi, có một ứng cử viên bất ngờ. Đi thôi, đi xem kịch hay đi. Alo, em yêu, nhớ quá đi à. Ra ngoài đi ăn một bữa với tôi Lâm đi. Lâm Tổng, tôi từng nói nhiều lần rồi, tôi là người uống cùng chính quy, tôi không làm trò đó. Nghĩ tôi xấu xa quá đó. Sao lại thế chứ? Tôi chỉ là làm bạn bè, đơn thuần mời cô ăn một bữa thôi. Tôi cam đoan, lần này tuyệt đối không quấy rối cô. Với lại, tôi là hội viên cao cấp của khách sạn các người đó. Mời cô ăn một bữa, chẳng lẽ còn không được sao? Vậy, được. Tôi nói trước, tôi không uống rượu đâu đó. Được. Không uống thì không uống. Chị Nặc sao rồi? Nhịp thở đều đặn, trông cô ấy không sao cả, chỉ là ngủ thiếp đi thôi. Nhà họ Thẩm sẽ không bỏ qua cho chị Nặc. Chuyện này không phù hợp logic. Làm sao bây giờ? Bây giờ nhân viên chúng ta chia ra một vài người, trói Lâm Sơn đưa đi. Các anh em, tôi đề nghị tất cả những người còn lại đều đợi trong căn phòng này, tuyệt đối không rời xa chị Nặc nữa bước, kiên trì khi Lục Tổng trở về. Dân, chị Nặc đã bất tỉnh, vì lý do an toàn, những người còn lại, những đồ trong khách sạn, tất cả mọi người đừng uống, tôi đi mua cà phê. Tất cả mọi người tập trung tinh thần cao độ đi. Cảm ơn anh Đào. Tập đoàn Đại Hà một năm trước. Cậu thấy vì sao tôi có thể ngồi vững chức chủ tịch tập đoàn Đại Hà? Lớn gan nói đi. Bởi vì Lâm Nặc giúp ngài tạo dựng một mảnh giang sơn. Mấy năm nữa tôi về hưu rồi. Cậu thấy nếu tôi đưa con trai mình lên, họ sẽ ủng hộ ai? Ủng hộ Lâm Nặc. Nhưng chị ấy trọng tình trọng nghĩa, sao có thể phản bội ngài chứ? Chính bởi vì nó trọng tình trọng nghĩa, đến lúc đó nhất định sẽ vì mọi người giành lợi ích. Theo tôi được biết, bây giờ nó đã phổ cập kế hoạch ban thưởng cổ phần cho các nguyên lão rồi. Sau khi tôi về hưu, con trai tôi thượng vị sẽ nhắc đến với nó. Lúc tôi tại vị chưa nhắc tới, nó làm thế là nể mặt tôi. Với tính cách của chị ấy, chắc chắn sẽ đem cổ phần của chính mình chia ra cho mọi người. Chị ấy sẽ gánh tổn thất lớn nhất. Nếu ở thời cổ đại, nó làm thế là đem tài sản của chính mình chia cho ba quân. Đến lúc đó, ai còn nguyện ý đi theo hoàng đế chứ? Nó đã phạm phải tội chết đó. Ngoài mặt tôi ủng hộ, nhưng bây giờ tập đoàn làm ăn ổn định, đã hoàn thành quá trình tích lũy ban đầu, chưa từng có những nhóm nguyên lão kia đã vô dụng rồi. Cậu hiểu ý tôi chứ? Thỏ không chết, bị chó săn nấu. Tôi muốn cậu về nước, sau đó chắc chắn lúc cần dùng đến cậu. Yên tâm, sẽ không bạc đãi cậu đâu. Dân. Vâng.